Xin chào các bạn. Cách mình áp dụng xuyên không đồng đó, thì tức là khi mà các bạn xin hết tài khoản mà mới đó, thì nó sẽ dẫn tới các bạn cần được cho thông báo nạp tiền. Và lúc này một số người sẽ không kết nối được, nếu mà chạy nào hết Android nó cũng tương tự, nó sẽ không bằng được cái địa chỉ server của mình. Vậy cách fix nó sẽ như thế nào? Tiên cho mình disconnect nó đi. Sau đó các bạn sẽ bật chế độ máy bay lên và tắt nó đi. Sau đó nhanh chóng chuyển qua bên về bên Fast Connect. Đối với iOS thì nó không tự retry nên mình cứ phải kéo kéo như vậy để mồi, tức là lúc mà vừa có sóng nó sẽ connect liền. Còn cho iOS mình không biết nó có tự retry không, nếu mà tự thì các bạn chỉ việc bấm connect và chờ thôi. Đó. À, bây giờ tới máy tính nhé. Và cái với cách làm này á, thì mình nghĩ bình thường sim hết tiền á thì khi các bạn mẹ chưa kết nối á, nó sẽ kiểm tra cái tài khoản của các bạn và sẽ nếu mà không có tiền nó sẽ sống nó có VN liền á thì sẽ không bị chuyển tới trang mất tiền, không hiểu sẽ làm được. Rồi là cái con Viettel cũng sẽ mua bê nên mình phải làm nó đi. Tựa đẹp của mình đã có mặt bình thường rất dễ dàng, nhưng ngày này không đẹp như bao ngày khác thì sao, nó cũng sẽ bị đứng mà không có nét được. Lúc đó các bạn sẽ như thế này. Đầu tiên là bạn ngắt kết nối nó đi, sau đó là kết nối VPN. Và đối với Win 7 á, thì bạn không biết tiếp theo mở phần mềm để con mình lên là cái gì, bạn hãy kết nối thẳng từ thằng luôn tiện lợi. Mục đích để chạy trước á, là nó liên tục retry nè, các bạn thấy chỗ này đó, cannot resolve hostname nè,
nó sẽ retry đến khi nào mà có mạng nó dò được đó, thì nó sẽ connect liền cho các bạn rất nhanh vậy sao.